Tinh thần hưng phấn, khát khao thể hiện mình đã giúp U22 Việt Nam có một thế trận khá tốt trong nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp 1. Sức ép mà những Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Hữu Khôi, Văn Thắng tạo được lên khung thành thủ môn Phan Văn Santos là tương đối lớn. Tuy nhiên, khi không tận dụng được cơ hội và lại bị thủng lưới trước, thì tinh thần thi đấu của các học trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lại giảm sút nhanh chóng. Chỉ trong vòng 10 phút ở nửa cuối hiệp 1, từ 30 đến 40, chủ nhà BKMX Bình Dương đã ghi liên tiếp 3 bàn sau các pha dứt điểm của Anh Đức, Milorad và Huỳnh Kesley Anves. Sang đến đầu hiệp 2, tân binh Milorad đã tận dụng sai lầm của trung vệ Thanh Hào, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho BKMX Bình Dương ở phút 53. Đây là bàn thắng thứ 3 sau 2 trận đấu trong màu áo đội bóng đất thủ của cầu thủ còn đang trong giai đoạn thử việc này. Nỗ lực sau đó của U22 Việt Nam chỉ mang lại bàn thắng danh dự do công của Lê Văn Thắng. Thắng 2 trận liên tiếp, BKMX Bình Dương là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, U22 Việt Nam buộc phải thắng câu lạc bộ Chonburi của Thái Lan mới có cơ hội giành quyền đi tiếp.